Thanh Trang xin kính chào quý khán thính giả. Xin gửi đến quý vị những tin tức từ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trong tuần lễ vừa qua. 1. Tổng số chiến hữu tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. 2. Thư mời tham dự Ngày Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. 3. Phái đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa đến Liên Hiệp Quốc. 4. Khóa huấn luyện tham mưu cao cấp. Sau đây là thông báo từ Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc ngày 22 tháng 11 năm 2018. Kính thưa đồng bào và quý đồng nhiệm, như chúng ta đã biết, cho dù Việt Giang, Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đã sai khiến thêm nhiều dư luận viên giả mạo lý lịch hay dựng những chuyện bỉ ổi về đạo đức của Tổng thống Đào Minh Quân, hoặc sử dụng vài nhóm truyền thông bất lương, kể cả bí lối, phải thuê bao những đoàn viên cũ trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời từng bị FBI cầm đầu như Nguyễn Hữu Chánh, hay những Việt Nam Cộng Hòa chậm hiểu như Nguyễn Văn Đôn, để dựng chuyện phá phách uy tín của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Tuy nhiên, càng bị đánh phá bao nhiêu thì niềm tin của đồng bào vào thế chính nghĩa quốc gia và uy tín của Tổng thống Đào Minh Quân càng gia tăng bấy nhiêu. Sau lễ đăng quang của Tổng thống, vào ngày 11 tháng 11 năm 2018, đã có 7.899 nhân sĩ và đồng bào ghi tên vào hệ thống trưng cầu dân ý để xin tham gia Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc xin thông báo tin vui này đến đồng bào, quý đồng nhiệm và trân trọng khen ngợi các quý đại biểu, anh thư, thức giả, hào kiệt Việt Nam đã không ngừng lên tiếng chính nghĩa để bảo vệ và đề cao tư cách, sự hy sinh và các hoạt động giúp dân, cứu nước của Tổng thống Đào Minh Quân, cũng như đem sự thật về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đến với đồng bào Việt Nam. Trân trọng thông báo, thừa lệnh Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Thiếu tướng Trần Ngân Giang. Thông báo từ Văn phòng Thường trực ngày 25 tháng 11 năm 2018. Thư mời tham dự Ngày Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Tham chiếu sắc lệnh số 002/TT/2018-1120 của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2018. Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời trân trọng thông báo. Để tạo cơ hội gặp gỡ, kết tình thân ái giữa các em, các cháu hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và anh chị em thiếu sinh quân, quốc gia nghĩa tử với nhau, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời quyết định tổ chức họp mặt trong 3 ngày cuối năm. Từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 cho đến ngày 1 tháng 1 2019 tại căn cứ Tụ Nghĩa Đường số 10800 Sierra Road, Adelanto, California 92301. Chương trình gồm có huấn luyện kiến thức và biểu diễn võ thuật, các trò chơi, giải trí cộng đồng, tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình văn nghệ, đốt lửa trại, cùng đón xuân 2019, countdown và phát giải thưởng. Chương trình đặc biệt này chỉ dành riêng cho các hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa là những người có dòng máu hào hùng, bất khuất, nhân, trí, dũng của cha anh và những người trẻ có tâm huyết muốn góp sức xây dựng chế độ Việt Nam Cộng Hòa, giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc trước hiểm họa bị Tàu Cộng xâm lăng. 100 người hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa ghi tên đầu tiên được vinh dự mời tham gia các sinh hoạt có giá trị này, không phải trả bất kỳ phí tổn nào, chỉ đem theo lều cắm trại cho mình và tuân theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Các bạn, các em, các cháu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với các giới chức sau đây. Trung tướng William Lê, số điện thoại 1-612-715-1111.
email giaNhập2@chinhphuquocgiaVietnamLamthoi.com. Trung tướng Huệ Lâm, số điện thoại 1587436 9908, email dbcanada@chinhphuquocgiaVietnamLamthoi.com. Thiếu tướng Ho Nguyễn, số điện thoại 1714989 0323, email văn phòng thường trực @chinhphuquocgiaVietnamLamthoi.com. Đại tá Hoàng Nguyễn, số điện thoại 1714422 4689, email chánh văn phòng @chinhphuquocgiaVietnamLamthoi.com. Đại biểu Tammy Huỳnh, số điện thoại 1951-375-6228, email bancancuoc@chinhphuquocgiaVietnamLamthoi.com. Văn phòng thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời trân trọng thông báo. Thông báo từ Tổng thống Đào Minh Quân ngày 26 tháng 11 năm 2018, sắc lệnh số 003/TT/2018-1124, trích yếu về việc phái đoàn Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa đến Liên Hiệp Quốc. Trong nỗ lực yêu cầu Liên Hiệp Quốc tái cứu xét Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 để mau chóng hồi phục chế độ Việt Nam Cộng Hòa trên quê hương, Tổng thống Đào Minh Quân quyết định Điều 1. Chỉ thị cho Bộ Ngoại giao cấp tốc thành lập phái đoàn đặc sứ của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với nhiệm vụ liên lạc, ấn định lịch trình gặp gỡ, làm việc với Chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc trong mục đích cùng nhau nghiên cứu, tìm biện pháp tháo gỡ các sai phạm nghiêm trọng trong Hiệp định Paris để hồi phục chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ tam tại Việt Nam. Điều 2. Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc có nhiệm vụ hỗ trợ chặt chẽ Bộ Ngoại giao để cùng chọn lựa nhân sự thích hợp trong phái đoàn đặc sứ của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa công tác tại Liên Hiệp Quốc. Điều 3. Bộ Ngoại giao và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc chiếu sắc lệnh này để thi hành. Tổng thống Đào Minh Quân ấn ký. Thông báo ngày 27 tháng 11 năm 2018 từ Tổng cục Quân huấn, khóa huấn luyện tham mưu cao cấp. Nhằm mục đích huấn luyện các thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời mới vừa gia nhập hoặc những thành viên đại biểu đã từ lâu chưa có cơ hội tham gia khóa huấn luyện tham mưu cao cấp 1. Nhằm mục đích giúp dân cứu nước và xây dựng quốc gia Việt Nam hưng thịnh, đòi hỏi mỗi cá nhân phải có một tâm linh trong sáng, dẹp bỏ hết những tư tưởng vị kỷ, tham lam, ganh ghét, đố kỵ, để mang vào những kiến thức, trí huệ, hiểu biết, thương yêu, tha thứ, hy sinh cho Chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt những thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thường lên livestream nên ghi danh. Các cấp có quân hàm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời chưa tham dự các khóa huấn luyện. Các thành viên đã tham dự khóa tham mưu cao cấp 1 nên ghi danh để ôn lại và học thêm phần bổ túc do Tổng thống đã huấn luyện qua phần cao cấp 2. Dựa vào những lý do trên, chúng tôi được Tổng thống và Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cho phép chúng tôi mở khóa huấn luyện qua phòng họp FCC. Ghi danh tham dự khóa huấn luyện qua email sau đây: giaNhập2@chinhphuquocgiaVietnamLamthoi.com, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa @chinhphuquocgiaVietnamLamthoi.com. Thời hạn ghi danh kể từ khi ra thông báo này cho đến ngày 15 tháng 12 năm 2018. Khóa học sẽ bắt đầu 2 ngày trong tuần vào thứ ba và thứ năm từ 8 giờ đến 10 giờ sáng giờ Minnesota, tức 6 giờ đến 8 giờ sáng giờ California. Ngày khai giảng khóa học là 8 tháng 1 năm 2019. Chúng tôi đề nghị những vị sau đây đã tốt nghiệp khóa học tham mưu cao cấp 1 giúp chúng tôi trong khóa huấn luyện này: Đại tướng Quách Thế Hùng, thấu hiểu về đạo Phật và thuyết Đạt Ma;
Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng, thấu hiểu về các hoạt động trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, hiểu biết rất nhiều về lịch sử Việt Nam. Bà Đỗ Lan, thấu hiểu về tâm linh và người Việt chân chính. Sau khi có danh sách các khóa sinh, chúng tôi sẽ gửi bài vở để tham khảo. Trung tướng William Lê, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, trân trọng thông báo. Thông báo ngày 28 tháng 11 năm 2018, thư mời tham dự Đại hội Trần Quốc Toản, Anh Thư, Hào Kiệt, Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa. Nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, kết tình thân ái giữa các em, các cháu Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa và anh chị em thiếu sinh quân quốc gia nghĩa tử với nhau, để các thế hệ sau luôn tự hào vì mình là Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa, luôn mãi tự hào về truyền thống bất khuất hào hùng của dân tộc Việt, cũng như hiểu tường tận về lịch sử cuộc tranh đấu chống ngoại xâm phương Bắc oai hùng của tiền nhân, những bậc anh hùng dựng nước và giữ nước, để hun đúc tình yêu nước, thương nòi và quyết tâm chung tay giải trừ họa cộng sản cho đất mẹ Việt Nam. Ban tổ chức trân trọng thông báo chương trình huấn luyện Trần Quốc Toản. Chương trình này được tổ chức hàng năm, đặc biệt trong năm 2018, để chào mừng lễ đăng quang của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Chương trình huấn luyện hữu ích này sẽ khai giảng trong Đại hội Anh Thư Hào Kiệt Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa, được diễn ra trong 3 ngày. Thời gian từ 12 giờ trưa ngày 30 tháng 12 năm 2018 cho đến 2 giờ chiều ngày 1 tháng 1 năm 2019, địa điểm tại căn cứ tù nghĩa đường số 10800 Sierra Road, Adelanto, California 92301. Chương trình gồm có trao dồi kiến thức do chính Tổng thống, Đại tướng và Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn phụ trách. Phần huấn luyện tác chiến, di chuyển địa hình, sử dụng quân cụ và võ thuật cận chiến do các thành viên biệt đội lừng danh Black Tiger đảm nhận. Các trò chơi giải trí rèn luyện sức khỏe và trí tuệ. Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, do các thành viên cao cấp của Chính phủ phụ trách. Các chương trình văn nghệ đốt lửa trại, cùng đón xuân 2019, countdown và phát giải thưởng. Chương trình huấn luyện Trần Quốc Toản đặc biệt này do Tổng thống Đào Minh Quân thành lập và được cố vấn bởi Đại tướng Bác sĩ Quách Thế Hùng, Trung tướng William Lê và Trung tướng Lâm Ái Huệ, để huấn luyện thể lực, tâm linh và trang bị kiến thức cho các Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng như những anh thư hào kiệt trung niên, thanh niên, những người có dòng máu hào hùng, bất khuất, nhân, trí, dũng của cha anh và những người trẻ có tâm huyết muốn góp tâm sức xây dựng chế độ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc trước hiểm họa bị Tàu Cộng xâm lăng. Cố vấn nội vụ, Đại tướng Quách Thế Hùng. Cố vấn huấn luyện, Trung tướng William Lê. Cố vấn ngoại giao, Trung tướng Lâm Ái Huệ. Phụ trách an ninh, Chuẩn tướng Trần Khánh. Phụ trách văn nghệ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thắng. Phụ trách trò chơi, Đại tá Nguyễn Huy Hoàng. Trưởng ban tổ chức, Đại úy Greg Ninh Bùi, trân trọng, kính mời.